Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay thì trên tay mình sẽ có một cái sản phẩm khá là đỉnh cao đến từ thương hiệu là Grand Seiko. Thì đã lâu rồi mình chưa có một chiếc Grand Seiko nào về. Hôm nay thì các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc là GS Spin Dry với mã là SBGE277. Đây là một sản phẩm được Grand Seiko bán chính hãng với mức giá là 6.300 đô la Mỹ, tương đương khoảng tầm 150 triệu tiền Việt Nam. Đó. Tuy nhiên với một chiếc qua sử dụng như này, tình trạng còn rất là mới, mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Chiếc này của mình là full box đầy đủ các bạn nhé. Chúng ta sẽ mở cái hộp xanh này ra. Đó, và đây sẽ là một cái một dạng túi travel case để chúng ta để cái đồng hồ vào trong. Và các bạn sẽ có một cái giấy gió này để chúng ta nhấc cái phần thân lên cái hộp trong. Đó. Ở dưới này thì chúng ta sẽ có đầy đủ giấy tờ. Thì chiếc này của mình là một chiếc có cái mã là SBGE277. Các bạn có thể thấy luôn cả cái tag của nó đầy đủ đây, không có gì để thiếu cả. Và dòng sản phẩm này là date mới cho nên là như các bạn thấy là nó đã có thẻ rồi. Chiếc này có date là 31 tháng 5 năm 2022, rất là mới. Và nó sẽ được bảo hành toàn cầu là, các bạn có thể thấy, the limited warranty is valid for a period 5 years from the date of purchase. Bây giờ là bảo hành 5 năm luôn. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái địa chỉ mà đã bán ra chiếc này. Đó. Cũng ra gì đấy chứ anh em nhỉ. Bây giờ là Grand Seiko là cũng ra gì đấy. Có thẻ và bảo hành cũng dài rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái tờ giấy. Đây, các bạn có thể thấy là kể cả cái hóa đơn mua này, người ta cũng sẽ in ra 5 year from the date of purchase. Đó, chúng ta có thể thấy ở đây là nó ghi rõ luôn là bảo hành toàn cầu 5 năm, từ ngày 31 tháng 5 năm 2022 đến năm 2027 luôn. SBGE277G. Chiếc này của mình là một chiếc tuyệt vời để anh em chơi sưu tầm đấy nhá. Đó. Chúng ta sẽ có ở đây đó là một chiếc Spin Dry GMT. Nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Đó. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có sổ sách, giấy tờ cũng như là limited warranty. Ở đây thì các bạn sẽ có một sợi dây nữa, thì chắc là chủ cũ đã mua sợi dây cao su này để dùng kèm. Đó. Thì coi như là chúng ta sẽ có hai dây đi. Sợi dây zin đi kèm của nó là sợi dây thép các bạn nhé. Mình sẽ để nó vào và show ra cho anh em chiếc đồng hồ này. Đây, ở dưới này thì chúng ta sẽ còn là 1, 2, 3, 4 mắt, 3 mắt rưỡi, 3 mắt to và 1 mắt nhỏ. Và đây là chiếc Grand Seiko SBGE277, một cái thiết kế rất là đẹp và thể thao. Mình sẽ cùng bỏ xuống để trên tay em nó. Chính ra bọn GS này là làm hộp các thứ là lủng củng ra phết anh em ạ. Ok, đây là một chiếc đồng hồ có thể nói là thể thao của Grand Seiko. Và em nó có một cái thiết kế là GMT. Với cái niềng GMT được Grand Seiko chia thành hai màu, là màu trắng và màu đen, rất là đẹp. Về mặt số thì chiếc này là nó sẽ có cái mặt số tuyết. Đó, ở đây thì mình sẽ không show được cho anh em bởi vì nó rất là khó để nhìn. Đây, nhưng các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái vân như này. Đây, các bạn nhìn những cái góc đó, chúng ta sẽ có những cái vân. Các bạn nhìn cái đồng hồ ở ngoài thì nó sẽ rõ hơn. Đó. Chiếc này thì sẽ có size khá là nghe thì có vẻ như là hổ báo, nhưng thực chất là lên tay thì rất là dễ đeo. Nó giống như cái dòng sản phẩm là Marine Master của Seiko. Thì nó sẽ có cái size là 44mm các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn nhìn này, cái phần thân của nó thì làm vát hết vào trong. Đó, phần thân của nó vát hết vào trong, cho nên chiếc này các bạn đeo nó chỉ như là một chiếc 41-42mm của thương hiệu khác thôi. Còn với thương hiệu này thì các bạn có thể thấy là cái thiết kế của nó làm hoành tráng ra để chúng ta đeo trên cổ tay nó sẽ rất đẹp. Và các bạn có thể thấy ở đây là với cái niềng GMT này thì chúng ta sẽ có full loom. Rất là tuyệt nhé. Đây các bạn có thể thấy là full loom này. Trời ơi, đã chưa? Cả cái phần dưới này của chúng ta cũng là loom luôn, là phần trên này nữa. Đó, thiết kế rất là đẹp.
Chúng ta sẽ có logo Grand Seiko ở góc 12 giờ. Ở dưới này thì các bạn sẽ thấy một dòng chữ là Spin Dry GMT. Ở góc 4 giờ của chúng ta thì chúng ta sẽ có một ô lịch đang hiển thị ngày 21 với cái nền trắng nổi bật trên cái nền đen. Ở phía bên này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái kim báo cót. Thì, chiếc này là một chiếc sử dụng một cái núm là núm diver, cho nên các bạn sẽ phải vặn ngược ra để chúng ta có thể là lên cót cũng như là chỉnh giờ. Đó. Mình sẽ cùng test cái này. Và hiện tại nó đang mắc cót rồi các bạn ạ. Hiện tại nó đang mắc cót rồi. Vần trắng này nó là mắc cót. Còn khi mà nó hết cót thì nó sẽ chuyển dần lên phần đen này. Chúng ta sẽ có thêm một cái kim đỏ nữa, mũi tên đỏ, để chúng ta là hiển thị cái giờ GMT, tức là múi giờ thứ hai. Thì tùy theo như chúng ta để thì chúng ta có thể là sử dụng đó là múi giờ thứ hai hoặc là giờ sáng tối để dễ phân biệt. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái viền phía ngoài niềng benzen, và niềng benzen này của chúng ta thì sẽ quay được hai chiều, với những cái niềng GMT thường là quay được hai chiều. Và cái niềng này được làm chất liệu nó tương tự như là ceramic với cái phần bóng rất là đẹp và nó trong suốt. Đó, để chúng ta có thể nhìn rõ được và các bạn có thể thấy cái độ hoàn thiện của nó này. Phải nói là cực kỳ đỉnh. Về Grand Seiko thì kim và cọc số thì mình không có gì để bàn, và cái độ hoàn thiện của Grand Seiko phải nói là rất tuyệt vời. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm, và núm này thì được đặt ở góc 4 giờ. Và ở đáy sau thì chúng ta sẽ đặt cái đáy kín. Đó, với logo hình sư tử của Grand Seiko. Chiếc đồng hồ này thì sử dụng bộ máy là Spring Dry 9R66, một bộ máy đỉnh cao của dòng Spring Dry. Và với bộ máy này thì các bạn sẽ có là 30 chân kính và các bạn sẽ có là 72 giờ tích cót. Còn tần số của những cái dòng Spring Dry thì chúng ta không cần phải nói đến, nó là 30 mấy nghìn hertz cơ, cho nên là nó mãi đỉnh. Đó. Và cái độ chính xác của dòng Spring Dry này thì rất là cao, nó chỉ lăn quanh đâu đấy vào khoảng tầm 10 đến 15 giây một tháng thôi các bạn ạ. Đó. Về sợi dây thì như các bạn thấy ở đây, chúng ta sẽ có một sợi dây được hoàn thiện tốt với cái phần thép của nó sáng bóng. Chúng ta sẽ có một cái khóa được làm gập một bên và khóa cong với logo GS ở phía ngoài. Mình sẽ cùng lên tay cho anh em xem. Mẫu này thì được biết đến là một trong những cái mẫu mà lấy cảm hứng từ cái ngọn núi là Hotaka. Đây, anh em có thể thấy là tay phải của mình nó loanh quanh khoảng tầm 18 năm thì đeo thừa luôn. Với chiếc đồng hồ này thì tay anh em sẽ chỉ cần khoảng tầm 17cm là chúng ta đeo là đẹp rồi. Và cái màu sắc của nó thì cũng rất là dễ để các bạn phối màu cũng như là ăn mặc với màu đen và màu trắng, và cùng với đó là những cái chi tiết điểm đỏ. Chiếc này thì như mình nói, nó lấy cái mặt dial là mặt dial tuyết, và nó là dial tuyết với cả cái mặt số của chúng ta là mặt số đen. Thì nó lấy cảm hứng từ ngọn núi Hotaka. Hotaka là cái ngọn núi mà ngay ở phía trước cái showroom studio của Grand Seiko tại Nhật. Đây, các bạn có thể thấy là những cái vân của nó được làm trên bề mặt rất là đẹp. Các bạn nhìn ở ngoài thì chiếu đèn vào phát là chúng ta sẽ thấy ngay. Còn quay video lên nó hơi khó một chút. Chiếc Grand Seiko này còn rất là mới và bên mình đang để cho, lại cho anh em với mức giá là 98 triệu. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc đồng hồ này thì vui lòng liên hệ ICS nhé. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.